Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái loại cây chúng ta thường hay gặp lắm. Mà cái loại cây này thì nó cũng rất quen thuộc với mọi người thôi. Vì cái trái của nó thì thường thì chúng ta lúc bé, lúc nhỏ thì chúng ta thường hay tìm nó và ăn. Tại vì nó cũng cũng ngon. Hôm nay thì mình chia sẻ cho mọi người cái tác dụng của loại cây này. Đây mọi người. Mọi người nhận ra cây này là cái gì không? Gai nó đây mọi người. Cái này là cây táo rừng ha mọi người ha. Táo rừng. Táo dại, táo rừng ha mọi người ha. Có một số vùng miền người ta gọi là bút bút mèo. Cây bút á. Bút mèo. Đó, cái trái này thì ăn nó chua chua ngọt ngọt. Mọi người thấy cái trái nó mùa này nó chín rồi nè mọi người. Đó. Thì cái cây táo này ngoài cái việc mà chúng ta ăn cái sử dụng cái trái thì chúng ta có một cái những cái tác dụng của nó rất là tuyệt vời trong cái cơ, trong cái mà hỗ trợ điều trị những căn bệnh của chúng ta. Ví dụ như trị cái bệnh hắt lào, lăng ben, rồi trị viêm họng hầu rồi đó. Rồi trị lợn ghẻ lở ngứa, rất là tuyệt vời luôn. Và hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái số công dụng của cái cây loại táo mèo này, táo rừng này mà chúng ta có thể hỗ trợ trong cuộc sống của chúng ta. Để mà bào chế cái ba cây táo mèo này thì rất đơn giản thôi mọi người ha. Nếu mà chúng ta dùng để chúng ta chữa về cái căn bệnh mà viêm họng á thì nó rất đơn giản thôi, mọi người chỉ sử dụng trong khoảng chừng 5 ngày thôi là nó có kết quả rất là tuyệt vời rồi. Viêm họng hầu, viêm họng ha mọi người ha, rồi rát lưỡi. Đó. Mọi người lấy cho mình cái lá này nè, một nắm lá ha. Một nắm lá tươi. Một nắm lá tươi ha mọi người ha, và mọi người rửa sạch con nước muối loãng, rửa sạch con nước sạch để ráo cho mình đi. Sau khi mọi người đã có cái lá tươi này nè, để ráo rồi mọi người giã nát ra. Giã nát ra ha, và mọi người vắt lấy cái nước của nó. Và mọi người có thể là nấu cái nước đó lên, hoặc là mọi người có thể không giã nát, nhưng mà mọi người có thể là lấy cái lá này rửa sạch con nước muối loãng, rửa sạch con nước sạch. Một nắm lá, và mọi người bỏ vào cái nồi cho mình. Và mọi người bỏ cho mình là một chén nước thôi. Một chén nước sạch. Và mọi người nấu sôi lên cho mình. Sau khi sôi mọi người để cho 1-2 phút nữa thì mọi người sẽ tắt bếp, và cái nước đó mọi người sẽ ngậm. Ngậm ha mọi người ha. Ngậm trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thì mọi người sẽ nhổ ra bỏ. Thì làm như vậy liên tục trong một ngày 2 đến 3 lần. Thì khoảng trong vòng 4 đến 5 ngày sau, 3 đến 5 ngày sau thì chúng ta sẽ có một kết quả rất là tuyệt vời để trị được cái căn bệnh viêm họng hầu, viêm họng và rát lưỡi ha mọi người ha. Và để trị được cái căn bệnh mà hắt lào và lăng ben từ cái cây táo mè, táo rừng này thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Lấy cho mình cái vỏ cái bút bút mèo này nè, cái táo rừng này nè. Khô ha mọi người ha, cái vỏ khô, và mọi người giã dần cho nó dập dập ra, và mọi người ngâm rượu để trị hắt lào và lăng ben ha mọi người ha, rất là hay luôn, mà người đồng bào người ta thường hay dùng. Thì mọi người sẽ giã cái rễ ra, cái rễ phơi khô rồi ha, mọi người giã cho dập dập ra, xong mọi người sẽ ngâm rượu với tỷ lệ 1:3 là một cái rễ cây táo rừng này và ba rượu ha mọi người ha. Cái rượu mà rượu lò mình nấu ha, cái rượu khoảng 40 độ, 35 đến 40 độ rượu lò nấu ha, mọi người ngâm tỷ lệ 1:3. Một phần vỏ rễ của cái táo rừng này và 3 phần rượu. Mọi người ngâm cho mình trong vòng khoảng 15 ngày đến 30 ngày. Thì 15 ngày chúng ta đã sử dụng được rồi, và chúng ta bôi trực tiếp vào cái chỗ mà chúng ta bị hắt lào và chúng ta bị lăng ben. Đó. Thì trong vòng liên tục khoảng chừng 3 ngày là chúng ta có một cái kết quả rất là tuyệt vời đấy. Nếu chúng ta hợp bài thuốc thì chúng ta sẽ sử dụng đều đặn luôn hơn người ha. Đó là một cái cách sử dụng cái vỏ rễ của cái táo rừng này mà chúng ta có thể hỗ trợ và điều trị cái việc mà lăng ben, hắt lào, có nghĩa là lát á. Và thêm một cái vấn đề nữa là chúng ta có thể dùng cái táo rừng này mà chúng ta có thể trị lở ngứa, có nghĩa là nó bị ghẻ lở á. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Mọi người lấy cho mình đó là lá táo rừng này ha mọi người ha, cái lá táo rừng lấy càng nhiều càng tốt. Ít nhất là phải là một gọi là một 100 gram là một lạng cái lá táo rừng ha, ít nhất là 100 gram đó. Mọi người về á bỏ vô cái nồi đó, mọi người đổ cho mình nó là 4 lít nước, và mọi người nấu sôi lên cho mình ha. Nấu sôi lên, sau khi sôi mọi người để nó sôi khoảng chừng 15 đến 20 phút sau nữa thì mọi người sẽ tắt bếp, và mọi người đã có cái dung dịch là cái nước từ lá táo rừng, và cái nước đó mọi người sẽ pha thêm một ít nước lạnh, nước sạch ở ngoài, và chúng ta có thể tắm mọi người ha.
tẩm liên tục trong vòng khoảng chừng 5 đến 7 ngày thì chúng ta sẽ có một cái củ quả rất tuyệt vời, nó sẽ trị được căn bệnh là lỡ ngứa ghẻ lỡ chúng ta. Và nếu mà trẻ em thì chúng ta vẫn làm cái như vậy thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Thường thì trẻ em hay bị, thì chúng ta có thể áp dụng cái bài thuốc này mà chúng ta có thể làm và nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí của chúng ta anh người ha. Thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cho mọi người ba cái công dụng của cái cây táo mèo này, táo rừng này, bút mèo hoặc táo rừng rất là tuyệt vời luôn. Thì ngoài việc mà chúng ta sử dụng cái trái của nó để chúng ta ăn cho nó vui thì nó cũng có tác dụng chữa bệnh rất là tuyệt vời, ví dụ trị viêm họng, trị ghẻ lỡ, trị lăng ben và hắc lào. Thì mình đã chia sẻ xong cho mọi người những công dụng đó, và nếu chúng ta tin tưởng bài thuốc thì chúng ta sẽ sử dụng, và sử dụng một cách điều đặn thì nó sẽ có kết quả rất tuyệt vời. Thường cái bài thuốc này thì người đồng bào người ta sử dụng rất nhiều và đã có kết quả rất là tốt luôn người ha. Rồi, thì bây giờ cảm ơn mọi người rất nhiều luôn, và chúc mọi người bệnh mau lành bệnh, có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video hãy đến đây hãy xin được kết thúc. Bye bye mọi người nha.